Xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc đài radio cassette đến từ thương hiệu của Crown. Con này thì như anh em thấy thì nó là cái dạng như là vali vậy đấy. Con này thì nó chơi được cassette và radio đấy. Như bây giờ thì là em đang chơi thằng cassette này đấy. Cassette ở đây thì nó cho có hai cái nút gạt. Ví dụ bây giờ em tắt đi này, chuyển qua cái thằng cassette này, và cái thằng này nó đây là radio. Radio thì con này thì nó bắt được 3 băng tần. Nó bắt được FM này và AM và một cái đài khác nữa. Đấy. Con này thì AM là của nó là AM90. Chỉ cần có đơn, hộ khẩu, chứng minh nhân dân. Như anh em thấy ở đây ấy, thì là tại đây cái phần tiếp nhận và cái phím volume này thì nó có hai cái chế độ ngồi chờ đến được nộp hồ sơ. Vặn ở phía ngoài này này thì là nó sử dụng cho thằng radio. Đó ở phía trong này thì nó là âm lượng của thằng cassette. Đúng rồi, chưa tới 10 phút trong dịch nộp thủ tục cấp lý lịch tư pháp với nhau không? Và tôi đã nhận được kết quả tại nhà. Giờ thì ông tin rồi chưa? Tôi tin rồi. Nhà mà vẫn nhận được kết quả hồ sơ giấy tờ khi làm thủ tục hành chính thì quá tiện rồi còn gì? Chứ sao? Còn bây giờ khi mà em chuyển qua thằng cassette. Tiếp phẩm vừa rồi. Bây giờ là thằng cassette này. Mình nhấn vào đây. Thì lúc này chúng ta sẽ phải gạt ở phía bên trong. Ngày mai mình thì con này nó có cái lạ là vậy. Còn dưới đây thì nó có mấy cái khả năng chơi AUX rồi là chơi mic nước này kia. Chưa thử. Ở dưới này là cái sử dụng cái tông nhạc. Đó. Con này anh em để lằng cũng được nhé. Tất nhiên chúng ta để lằng như này. Như con này hiện tại em đang chơi pin. Đó. Nếu chúng ta để làm thì nó sẽ như thế này. Nếu ai có hỏi bao giờ chúng mình đẹp đôi. Em ơi, cái này là cái phía đằng sau của nó này. Bên hông của nó đây. Cái này nó khá là nặng nhỉ. Còn cái này là cái phía dưới của nó. Pin nó nằm ở dưới này. Cái này chắc nó có cái phần ốp nữa, nhưng mà chắc là nó bị mất. Nước non khói lửa, anh còn ước hẹn đời trai. Con này nghe tiếng rất là hay.